nếu cầu thủ của họ không bị sức ép từ phía trọng tài. Đây vẫn là vấn đề nhức nhối dù mùa giải năm nay chế độ đánh ngộ dành cho công vua sân cỏ đã được nâng lên một cách đáng kể. Tôi chỉ nói đến tình huống mà thực tế thôi. Còn dân trận về cách trọng ngồi điều khiển của trọng tài anh thấy là cho các cầu thủ đôi rất là bức xúc. Mà chúng tôi bị nhiều cái thẻ của mấy người viên cái lúc đó bên kia phải có những cái thẻ. Chúng tôi muốn đánh người thì đạo của tôi. Nếu mà có băng camera quay lại xem tình huống là phải anh ta lên đánh võ không? Nếu ở nước ngoài thì quay lại trọng tài cái sự.